Từ 13 giờ 30 phút chiều qua ngày 5 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã mở cổng làm thủ tục nhập học theo hình thức trực tuyến cho thí sinh trúng tuyển vào lớp 10. Dù có thể đăng ký trực tuyến để xác nhận nhập học, nhưng nhiều phụ huynh đã tới trường để có thể đăng ký, đồng thời tìm hiểu thông tin các tổ hợp sẽ lựa chọn cho con theo học. Không biết là bọn em, chúng em thì có phải đăng ký cả hai nguyện vọng không ạ? Vì vào cái tổ hợp thì em không biết là nhà trường mình có ấn định một cái tổ hợp cố định cho lớp tiếng Đức 7 năm hay không ạ? Đã có rất nhiều câu hỏi của phụ huynh gửi đến ban giám hiệu nhà trường trong buổi tư vấn lựa chọn các tổ hợp. Dù đã là năm thứ 3 triển khai chương trình mới, nhưng với những phụ huynh này, thì đây là lần đầu tiên con mình tiếp cận với chương trình mới nên còn nhiều bỡ ngỡ. Thực ra cũng rất băn khoăn bởi vì năm đầu tiên mới tiếp xúc được với cái phương pháp giảng dạy mới và cách chọn bộ môn thì cũng rất là nhiều cái lo lắng, bởi vì không biết là cái việc chọn bộ môn đấy nó sẽ có ảnh hưởng gì đến cái việc mà sau này con thi cấp 3 cũng như là vào trường. Thế nên là và cũng phải theo cái năng lực của con. Đây là lần đầu tiên các em đã theo cái chương trình mới này. Cái việc lựa chọn tổ hợp môn thì nhiều em cũng chưa biết và cũng chưa hình dung được là chọn những tổ hợp môn gì sau này, thì tôi cũng đã định hướng là căn cứ vào năng lực, căn cứ vào sở thích, căn cứ vào nguyện vọng và có những cái hướng dẫn nhiều khi các em cũng phải khám phá để xem biết là mình sẽ lựa chọn những tổ hợp nào cho phù hợp. Vượt qua được cánh cổng vào lớp 10 công lập, thì nay em Nguyễn Danh Nhân lại tiếp tục phải cân não khi lựa chọn tổ hợp cho mình trong suốt chặng đường cấp 3 sắp tới. Được lựa chọn môn học là một lợi thế rất lớn của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới bậc trung học phổ thông. Tuy nhiên, để chọn được tổ hợp môn học phù hợp xuyên suốt trong 3 năm và phải phù hợp với xét tuyển đại học không hề dễ dàng với nhiều học sinh khi mới chuẩn bị vào lớp 10. Chọn những tổ hợp môn để cho mình theo suốt 3 năm học tại trường và sau đó là thi đại học. Ưu tiên thứ nhất đó chính là ước mơ nghề nghiệp. Thì em sẽ ưu tiên chọn những môn mà phù hợp với những nghề nghiệp mà mình định hướng trong tương lai. Còn ý kiến thứ hai là gia đình. Dù ngày mùng 5 tháng 7 đến mùng 7 tháng 7 là đăng ký trực tuyến, nhưng vì hồi hộp cũng như mong ngóng của nhiều phụ huynh, các trường đều đã tổ chức các bàn hướng dẫn hỗ trợ phụ huynh, học sinh đến trực tiếp làm thủ tục nhập học. Để có thể giảm bớt được cái áp lực ấy, thì tôi nghĩ đặc biệt là cái ngày đầu thì nên bố trí nhiều bàn để hỗ trợ. Và học sinh thì rất là háo hức đến để nộp hồ sơ cũng như là nhập học. Ngay như đến cái thời điểm hiện tại chúng tôi bây giờ là sau khoảng độ 2 tiếng thì số lượng hồ sơ mà nhập bây giờ là cũng đã trên 50% hồ sơ nhập học trực tuyến. Là trên 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường. Qua 3 năm triển khai chọn tổ hợp lớp 10, các trường cũng đã song hành nhiều giải pháp để tư vấn, định hướng cho học sinh và phụ huynh theo hướng chuyên sâu. Ngoài tư vấn và tập trung toàn trường, thì còn có các phòng tư vấn theo nhóm để việc tư vấn được trực tiếp, cặn kẽ hơn.